là đúng là người nghĩa địa luôn á, đúng nghĩa địa luôn á. Mình coi những người đúng với nghĩa địa luôn á các bạn à. Cái địa mẹ cuộc đời, địa con mẹ cuộc đời, địa mẹ cuộc đời. Channel của Mega TFT thì khá là lâu rồi thì mình mới quay trở lại và quay cho các bạn xem video mới. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video review cũng như là hướng dẫn cho một cái tựa game khá rất chi là nổi gần đây. Thì cái tựa game này á thì chắc những bạn mà đang xem video này cũng đã tải về rồi. Thì đó chính là game Among Us. Thì cái game này á thì nó chỉ mới nổi gần đây thôi. Nhưng mà cái năm phát hành của nó là vào khoảng năm 2018, tức là cách bây giờ là khoảng 2 năm rồi. Thì đúng cái lúc đó thì cái lúc cái game đó được phát hành á thì nó cũng không có được nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng giới trẻ. Nhưng mà sau từ cái năm 2020 là bây giờ á, đã có nhiều trang Twitter hay là những YouTuber, streamer á thì cũng đã làm nhiều về cái game này. Thì từ những video đó thì cái game này đã được nhận sự chú ý rất là mạnh từ giới trẻ. Thì cho nên thì đúng một cái dịp này mình sẽ làm cái video để review về cái game này. Rất lạnh thì cũng nhắc đến tới đây là mình sẽ nói luôn về cách chơi xuân thôi. Thì cái game này á là một cái game nó kiểu như là game online, là tựa game là có nhiều người chơi trên toàn thế giới luôn, kể cả Việt Nam mình luôn. Thì cái game này á là game nó tìm ra một số kẻ giả mạo, trong đó kiểu như là một kẻ sát nhân á là đội lớp một phi hành gia. Nhắc cái chỗ phi hành gia thì cái bối cảnh trong game chính là vũ trụ. Thì trong game đó có 3 bản đồ chính, là bản đồ ở trong tàu vũ trụ, bản đồ thứ hai trong một tòa nhà tổng hành dinh, và cái thứ bản đồ thứ ba là một căn cứ ở ngoài hành tinh đó. Thì trong đó là có ba cái bản đồ. Thì cái nhiệm vụ á mà trong game nó được giao là gì, đó chính là nó tìm ra kẻ giả mạo trong đó. Thì có hai cái luật để chiến thắng. Là cái luật thứ nhất là áp dụng với những phi hành gia trong đó, ý mình nói là người chơi á, là nhiệm vụ của phi hành gia là phải tìm ra những kẻ giả mạo, cho đến khi tìm ra hết á thì những người chơi đó sẽ chiến thắng. Còn cái luật chơi thứ hai là dành cho những kẻ giả mạo trong đó. Giả sử mình á là kẻ giả mạo trong đó, là mình phải giết hết toàn bộ các phi hành gia trong đó, là mình phải loại bỏ toàn bộ những thành viên trong đó thì mình mới chiến thắng được. Còn một cái nhiệm vụ nữa, đó là phải hoàn thành những cái nhiệm vụ nhỏ, tức là những cái nhiệm vụ mà do mấy cái kẻ giả mạo hack cái hệ thống. Đó là những cái nhiệm vụ đó là chỉnh sửa hay là khôi phục lại những hệ thống. Thì cũng có một số hệ thống tuy nhỏ, ví dụ như là nối dây điện hoặc là bật cầu da cho phòng sáng lên, nhưng cũng có một số cái nhiệm vụ nó rất là quan trọng. Ví dụ như là kiểu như khôi phục lại kiểu mình oxy ở trong những cái bản đồ luôn. Là ba bản đồ có một cái phòng chứa oxy, thì nếu mà cái phòng đó mà kiểu như bị hắc mà không được sửa ngay á, trong vòng 30 giây thì toàn bộ những người chơi trong đó hình như là sẽ chết hết luôn. Thì mà ý mình nói là những người chơi thôi, còn những kẻ giả mạo chắc cũng thắng à. Đó thì cái game này á là như vậy. Thì ngoài ra là những cái loại bỏ ví dụ như là người chơi hay là kẻ giả mạo thì cũng có một cái chức năng đó là hộp, một hộp nhỏ trong vòng nó còn một phút mấy á. Thì cái game thì thì cái chức năng này á là những người chơi sẽ bàn bạc với nhau và tìm ra ai là kẻ giả mạo. Nếu mà tìm hết á, nếu mà một cái kẻ giả mạo á mà bị tố cáo bởi nhiều người đó, thì cái kẻ giả mạo đó sẽ bị đá ra ngoài. Nhưng mà lưu ý á, là những người chơi á mà vote tên mà nhầm người khác chứ không phải là kẻ giả mạo
thì cái người đó sẽ bị đá đi, nhưng không phải cái người, nhưng người đó không phải là kẻ giả mạo đó. Thì cái đó là điều lưu ý. Và để tìm ra một cái kẻ giả mạo chính xác á, thì các bạn phải đi theo một cái nhóm người á, một đêm đi thêm nhóm người cho an toàn, một nhóm người là khoảng 2-3 người trở lên, để cho chắc chắn, để cho cái sự an toàn của mình nó được mức ổn định á. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game cho các bạn chơi luôn, nhằm cho các bạn xem luôn và để xem cái cách chơi của game này như thế nào. Và cũng như mọi ngày thì các bạn hãy nhớ comment ở dưới phần bình luận, like, share, subscribe kênh để ủng hộ kênh mình, và ấn nút chuông để nhận thêm nhiều thông báo mới từ kênh của mình nha. Và đồng thời là đăng ký luôn cả hai kênh của mình. Thì hiện tại cái kênh Game ở thời sử Chura của mình á đã quay trở lại, quay tiếp, nên mình mong các bạn nên mình mong các bạn là sẽ ủng hộ kênh đó nhiều hơn. Tại vì cái game đó thì cái lượt view á nó khá là ít hơn so với kênh Mega TT của mình. Còn cái kênh Mega TT Nightmare của mình á, thì mình đã hứa là khi nào mà mình đạt được cái khoản người đăng ký mà mình đã quyết định á, thì mình sẽ bắt đầu quay về cái chủ đề về Creepypasta trên kênh, bên kênh đó. Thì ok, mình không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game Among Us và chỉ giúp các bạn về cái game này chơi như thế nào nha. Ok, giờ mình đã quay trở lại trong game rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào trong game ngay. Các bạn chờ mình tí nha. Nó xong lên luôn á. Nếu bạn nào muốn hiểu rõ game hơn á, thì các bạn hãy ấn cái nút How to Play này. Thì để các bạn hiểu rõ hơn với cách chơi á. Thì do mình đã nói như hồi nãy rồi, mình cũng nói một điều á, là cái game này thì có cách chơi tự như ma sói vậy, nên các bạn cũng không cần đọc làm gì, mà cũng nên đọc chút mấy. Tại ở trong cái cách chơi này nó lại khác, nó khác hơn so với trò ma sói nhiều. Ok, thì mình sẽ không nói nhiều, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái thành phần khác trong game nữa. Thì cái đầu tiên là host, là ở chỗ này là chúng ta có thể tạo phòng game để chơi. Ví dụ như cái này là chọn bản đồ đi. Có bài bản đồ các bạn muốn lựa cái nào thì các bạn. Và số lượng kẻ giả mạo là 1, 2 hoặc 3. Chat thì chat là ngôn ngữ kiểu như là người chơi khác nhau á, những người chơi khác nhau. Đây là số lượng người chơi là cao nhất là 9 hoặc 10. Còn nút confirm này là tạo phòng. Cái tiếp theo là Police, là các bạn có thể lựa chọn một cái phòng trên cho những người chơi khác nhau trên toàn thế giới. Ví dụ như là lên lượng cái bản rồi, sau đó chúng ta ấn cái nút xoay này lại để nó nằm lại. Nó sẽ ra những cái phòng nó có cái bản đồ mà các bạn đã chọn. Và cái số lượng kẻ giả mạo ở đây á, là mình đã lựa là 2, thì chỗ này á là mình cái số phòng này á là có 2 kẻ giả mạo à. Mình chơi 2 luôn đi cho sao dễ. Còn chỗ chat này á thì thôi, như hồi nãy mình nói rồi á. Cuối cùng là chỗ Revive, là cái khu này là các bạn nhập cái mã code căn phòng nào đó, cũng có một cái phòng chơi nào đó ấy. Đó thì các bạn muốn có thì các bạn phải nhờ người khác đọc cái mã code đó, sau đó các bạn mới vô được. Có chỗ Not cái Asia này nè, là những cái khu vực của cái phòng chơi đó. Đó, ví dụ như mình lựa ở đây là Not America ấy, thì nó sẽ lọc ra những cái khu vực ở Bắc Mỹ. Nó sẽ lọc những cái khu những cái phòng chơi của những cái chơi trên toàn Bắc Mỹ luôn. Đây thì nãy mình đã chọn cái móc mở to không gian rồi á, để mình sẽ vào được ngay luôn, sẽ lựa cái phòng này. Đấy, nó vô luôn rồi. Thì ở đây á, thì ở chỗ code đây nè á, thì nó có cho một cái mã code á. Chỗ đó các bạn nhập vào cái chỗ Revive. Rồi nó bắt đầu vô luôn rồi á. Đấy,
mình thích làm sát nhân hơn là làm mấy cái người trên làm phi hành gia. Đậu xanh nó có đứa thoát ra rồi. Nhưng mà mình cảnh báo là những bạn nào mà chơi mà có bạn bè cùng chơi á thì tránh chơi bất chơi game này ít nhất nha. Nó ngu luôn á các bạn à, nó đánh nó chiến ngay trước mặt mình luôn á, mấy thằng kia cũng vậy. Thôi có hai thằng giết à, nhầm, cái thằng màu đỏ bị giết thôi, còn thằng game thằng màu xanh lá này nè nó ao ra rồi. Thằng blue sẽ chờ mấy thằng nó von trước đấy, chắc mình von luôn đi. Chỉ game này á thì cái phần này á là chúng ta có thể bàn bạc á và tìm xem ai là kẻ phản bội dựa trên những cái bằng chứng ngoại phạm á, cũng như những hành tung mờ ám trong lúc đi làm nhiệm vụ á. Đó thì các bạn căn cứ vào những cái điều đó để mà xác nhận và tìm ra ai là kẻ giả mạo ở trong đám này á. Như mấy tụi nó nói là cái đứa màu xanh nó giết cái đứa màu xanh thành màu xanh đậm á, còn đứa nữa đánh chờ nó nữa. A few moments later, mình sẽ chờ. Ồ, có cái đứa đổ thuốc mình kìa. Mình là màu trắng anh nha, mà cái đứa nó nói là white nè, là màu trắng nó tốt là chỉ mình á. Nãy giờ là mình để đứng đó thôi, mình cũng tận mắt nhìn thấy cái đứa màu xanh này nè, cái đứa màu xanh giết cái thằng màu đỏ. Từ mình sẽ nhắn lại. Thì để tránh cái sự oan của mình á, thì các bạn phải ghi cái tin nhắn á để tránh bị voi. Phải nói không? Rồi. À đúng luôn rồi á. Má, vậy chỉ còn lại một đứa nữa thôi. Không biết có ổn không nữa. Thì chơi cái game này á, các bạn phải cảnh giác để tránh những cái thằng kia giết mình á. Mình cũng xin lưu ý là mình đang ở trong phòng điện. Thì mình nghe nói những cái phòng này á là đúng là người nghỉ địa luôn á, đúng nghỉ địa luôn á. Mình coi những người đúng cái nghỉ địa luôn á các bạn à, cái địa mẹ cuộc đời, tin con mẹ cuộc đời, tin mẹ cuộc đời. Thằng màu xanh cho tao! Màu xanh! Trời ơi là trời, tự nhiên nó giết mình ngay luôn á. Không hiểu nói. Tức á. Chờ mấy tụi này nữa, là màu xanh cho tao. Màu xanh! Mình sẽ nhắn ở đây cho mấy cái linh hồn kia nhìn thấy. À cái linh hồn ở đây á, là mình nhắc lên là linh hồn của những người đã bị chết trong đây nè. Kiểu sao nó kiểu như là linh hồn của những người chơi mà bị giết có thể nhìn thấy mình á, và có thể nhìn thấy cái tin nhắn của mình, nhưng những người chơi mà vẫn còn sống á thì không nhìn thấy được. Cho nên cái đó các bạn cần lưu ý nha. Để xem thằng nào không chịu được luôn á, đúng chỗ đó đúng nghĩa địa luôn á các bạn à. Nhanh, sắp đến giờ rồi. 4, 3, 2, 1, 0. Yeah, thắng rồi. Vỗ tay.
nếu mà tìm ra được toàn bộ kẻ giả mạo thì các bạn thắng. Còn kẻ giả mạo giết hết á là cái thằng giả mạo nó thắng luôn. Đó thì nó ngược lại vậy á. Mình sẽ chơi lại luôn. Game này cũng chi rất nhiều quảng cáo, cho nên mong các bạn thông cảm về cái game này nha. Ở cái chỗ này là có cái laptop, chúng ta có thể chỉnh sửa màu sắc hay là những cái skill hay là trang phục để vừa ý các bạn. Ví dụ như mình chọn màu xanh này. Tiếp theo là lựa nón. Nón thì mình sẽ lựa cái này thì ăn ten. Ok, mình sẽ chờ đến khi nào mà được 10 thằng ấy, 10 học chính ấy. Rồi, 10 đứa rồi, vô luôn. Ở chỗ này á là để mua cái máy combat hay skin này á thì các bạn phải mua bằng tiền thôi. Như có thú cưng ở đây nè, thú cưng và skin. Nên như mấy trang phục á, mấy cái trang phục này nè. Còn cái hình ảnh mình lựa là nón thôi chứ không phải là trang phục gì đâu. Đây nữa nè. Nói chung là còn rất là nhiều loại luôn. Rồi bắt đầu luôn à. Vẫn không được làm sát nhân. Chán quá. Ok, mình sẽ đi chung mấy thằng này luôn. Tại đi nhiều người á, để tránh bị giết hơn. Cũng như là tránh bị nghi ngờ hơn á. Thì kiếm như là các bạn phải làm những cái nhiệm vụ này nè. Để tránh mấy tụi nó để tránh bị nghi ngờ á. Chứ các bạn không làm gì á thì tụi nó nghi ngờ bạn luôn á. Một cái. Còn trên đây nữa. Nói chung là cái trò này là nhiệm vụ rất là nhiều. Đó. Cái nhiệm vụ chán cái loại này luôn nè các bạn à. Nối dây điện á. Chán mấy nhiệm vụ này lắm luôn á. Ta xem là có đứa nào bị giết hay không nữa. Thằng màu trắng. Sao tụi nó ra rồi. Nhìn xem có đứa nào nó nhắn tin gì không. Mày mong mấy tụi nó không nghi ngờ mình. Ở chỗ dưới đây là có nút skip phone này nè. Là cái này là các bạn có thể bỏ qua cái cuộc bàn luận này. Các bạn có thể bỏ qua, nhưng tốt nhất các bạn được không nên bỏ qua. Tại mất công mấy tụi nó nghi ngờ mình nữa. Nghi ngờ các bạn nữa nó khổ lắm. Chơi cái game này rất tình nghĩa, em nó dễ tan vỡ lắm. Đèo tin. Các bạn à. Lựa màu xanh đi. Ok. Chuyện người xanh muốn nhắn thì nhắn luôn. Đấy, chỉ để nhắn tin nó giống như trò chuyện á thì các bạn phải kiếm như rành về ngôn ngữ tiếng Anh á thì các bạn mới nhắn được. Chứ không á là khó lắm, khó nhắn tin lắm. Chứ mắc công mà các bạn bị oan á là có đứa tố cáo các bạn á thì bị nhắn tin á nên nó cũng sẽ khó hơn nữa. Không biết được cái từ để nói á. Ok, mình sẽ kiếm xung quanh đây làm chung mấy tụi này. Chứ mắc công mình không làm mấy tụi nó nghi ngờ mình nữa là chán lắm. Ok, lại tới cái phòng điện nữa thì đúng chỗ đó đúng nghĩa điện luôn á. Bó nếu mình chơi xong rồi vừa bị giết luôn á. Đây. Xong, đâu lên thành công. Thằng bà đỏ. Phải, nó đứng gần mình luôn á, mình giết. Nó giết mình luôn á. Sao có đứa nhốt mình rồi. Ừ.
làm. Chứ mà không làm mấy tụi nó nghi ngờ mình nữa, nó khổ lắm. Ơ để làm luôn. Ủa thằng màu vàng à, màu vàng. Để mình xem đứa nào đây. Đứa nào đây? Để sẽ xem nó lựa chọn đứa nào là nhiều nhất á. Nếu mình chọn bựa là không ổn đâu á. Ok, chắc là mình lựa cái thằng màu tím đi. Thằng màu tím cho chắc. Ở đây có nút kích này nè. Thì các bạn lựa một thằng nào đó, lựa một ai đó để kích ra. Sau đó các bạn bấm kích ra nữa, thằng đó bay luôn. Chứ các bạn không cần phải chờ mấy tụi này nó nhắn tin gì đâu. Nhưng mà cái này kiểu kiểu nhờ chứ sao ấy. Thôi mình khỏi nói đi. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhá. Hồng quá. Xin vãi, mấy tụi nó định đổ thương mình đi. Mấy tụi nó định đổ thương mình. Thôi mình bị đá ra nữa đó thôi. Ổn luôn á. Còn thằng màu đen này nữa, nhanh đi. Còn một đứa nào gì bị đá ra hết. Lâu quá. Nhanh. Video này thì nếu bạn nào thấy hay á thì hãy để lại comment ở video của mình và nhớ like, share, subscribe kênh của mình và đồng thời ấn nút chuông để nhận thêm thông báo về video mới nhất nha. Ok, bây giờ mình sẽ out game ra mình không chơi nữa. Mình chán lắm rồi. Ok, tạm biệt các bạn nha.